Xem cậu bé biểu diễn skill như thánh bài, dân tình khuyên phụ huynh nên cất sổ đỏ nhanh còn kịp. Hả? Mới đây, một cậu bé vì xem phim Hồng Kông thánh bài quá 180 phút kết hợp với việc thường xuyên trau dồi kỹ năng nên em tuy còn nhỏ nhưng tài không đợi xỉu. Ấy lộn, tài không đợi tuổi. Thấy ông bố nghiện đam mê đá gà, cậu bé nhỏ tuổi cũng tìm cho mình một niềm vui riêng. Nhưng mà xem xong ai cũng khuyên phụ huynh nên cất sổ đỏ đi là vừa, hoặc nếu được thì mang xe máy và tài sản đi định danh luôn để đề phòng đêm dài lắm mộng. Theo đó, cậu bé đã phô diễn skill lắc xúc xắc bằng việc trải dài 9 viên xúc xắc ra giữa sàn nhà, rồi sau đó dùng một chiếc cốc và một bàn tay điêu luyện để gom toàn bộ chúng lại, và cuối cùng là lắc đều để mở xúc xắc ra, giống như cách mà các thần bài vẫn thường hay biểu diễn ở trong phim. Mặc dù trong lúc biểu diễn có chút sơ suất khi ban đầu có 9 viên xí ngầu xúc xắc, nhưng cái kết thì còn có 5 viên. Tuy nhiên, với số điểm trên trung bình, cộng đồng mạng đã tỏ ra vô cùng quan ngại cho sự tài không đợi xỉu của cậu bé nhỏ tuổi mà để lại những bình luận. Đây chắc chắn là đệ tử của Đỗ Thánh mang tên Đỗ Nợ. Cậu bé kiểu, bố mẹ ơi, con làm được rồi, mau đưa sổ đỏ nhà đất cho con đi ạ. Cái gì giấu được thì mang giấu trước đi, đến ngày nó lớn thì tới công chuyện nha. Anh đù. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.